Jena, 21 tuổi, công việc hiện tại là người mẫu ảnh và kinh doanh tự do, đã trải qua hai mối tình. Tường Vy, 22 tuổi, là MC và biên tập viên thể thao của kênh truyền hình FPT, có một mối tình sâu sắc năm lớp 11 và nhiều mối tình không chính thức. Cao Bá Thông, 29 tuổi, là một đạo diễn chuyên quay phim và sáng tác nhạc, đã trải qua 3 mối tình. Hoài Thương, 26 tuổi, công việc hiện nay là đạo diễn, có 2 mối tình chính thức và một mối tình đơn phương. Tường Linh, 25 tuổi, công việc hiện tại là kinh doanh tự do, có 2 mối tình chính thức. Hoàng Thạch, 27 tuổi, công việc chính là chuyên viên thiết kế đồ họa, đã trải qua 4 mối tình. Xuân Nghị, 26 tuổi, khán giả đã quá quen thuộc với cái tên Xuân Nghị qua nhiều vai diễn hài kịch, phim truyền hình khác nhau. Tuấn Khôi, 30 tuổi, một họa sĩ vẽ tranh trên kính, đã có 3 mối tình chính thức. Em với Nghị là kỷ niệm. Đây đây luôn. Gặp bí ẩn đó. Em biết chưa? Anh thấy chơi cuộc chơi cuộc thi này anh được gì và mất gì? Tuy anh đang trong game show nhưng anh không còn chơi game show nữa. Và anh thích cái gì thì anh làm đó thôi. Thạch Na hiện đang khăng khít hơn bao giờ. Chuyện bây giờ chỉ là Thạch sẽ tỏ tình như thế nào mà thôi. Vi và Nghị đã chủ động công khai mối quan hệ của mình, khiến các thành viên phải bất ngờ. Bá Thông sẽ làm gì trước tình huống này? Sau buổi dã ngoại về, có một bất ngờ đang chờ các bạn ở ngôi nhà chung. Mọi người ơi, chào các bạn, đây là bữa tiệc chia tay nhà chung do chương trình đặc biệt chuẩn bị dành cho các bạn. Các bạn có 10 phút để sửa soạn thật đẹp và tham gia bữa tiệc. Và vẫn còn một bất ngờ khác. Trời, thấy không? Anh rụng tim luôn. Thì thấy thích không? Hết. Có quà cho anh nữa. Trời, tìm hoài. Anh thấy rồi. Đúng rồi, đây nè. Hồi nhìn thấy anh giống lắm. Anh còn tưởng anh tặng anh gấu. Tập thư lên. Cái này là của ai với gì? Thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng ở nhà chung, muốn chuẩn bị cho Thạch một món quà bất ngờ, mong Thạch sẽ vui. Thì mình suy nghĩ từ hôm qua mình thấy mình nhận của Thạch rất là nhiều, nhưng mà mình chưa làm được cái gì cho Thạch. Phục cưng, đã là ngày thứ 10 ở nhà chung rồi, tới giờ chắc tình cảm mới đủ chín mùi để em viết thư cho anh. Em tặng anh món quà nhỏ rồi dần dần sẽ tới món quà lớn. Tặng anh con heo vì em thấy nó dễ thương giống anh. Con heo nhỏ vậy chắc chắn không thể ôm mà chỉ để gối đầu, đồng nghĩa với việc trên đầu anh lúc nào cũng phải đội em, nghe chưa? Đội em hả? Trời ơi, chắc nghĩ lại quá. Ha ha, tình cảm viết ra giấy vậy sến súa lắm. Từ từ mình cảm nhận tiếp nha. Ký tên Na xin được. Cảm nghĩ sau khi nhận quà. Em... Khoan sĩ, em có thể bớt men lên chút được không? Thật sự mà nói thì anh không thể nghĩ được rằng cái thời điểm hiện tại anh như thế này ở đây với em. 10 ngày trước anh nghĩ được thế này anh hoàn toàn không. Nhất là lúc gặp em nữa anh nghĩ chắc là thôi khỏi luôn. Để dành thời gian cho người khác đó. Không hiểu ý, không hiểu ý. Không, ý nói là cái cảm giác này nhanh quá à? Không phải nhanh mà nó lạ, chưa bao giờ gặp. Giống dạng như vừa yêu vừa chạy á. Nhưng mà chạy được về đích hay không là chuyện của mình. Cầm thư của em anh cũng khá là xúc động, tại vì chắc em là người duy nhất viết cho anh. Tối về đọc lại. Chưa nói, chưa ngỏ lời xong mà. Từ ngày mà hai đứa mình vô nhà chung đến giờ, giống như là mình ấy. Chứ mình chưa có chính thức lên tiếng là người yêu chính thức. Thì hôm nay em muốn hỏi Thạch là Thạch có muốn làm bạn trai của em không?
Tại sao lại không? Phía trên này là có. Chắc chắn rồi. Vậy là không làm diễn viên được rồi. Chứ chỗ này đông người quá sao người ta ôm. Em biết mà. Anh nói thiệt luôn, cả đời của anh chưa giờ được có cái cảm giác này luôn á. Nó giống như nó giống như dạng sao ta, phấn khích cộng với lại hơi sợ sợ. Tại vì giống như vậy là chưa giờ mình được vậy, mình đâu biết nó là sao đâu, cho nên mình cũng phải có một chút đề phòng. Nhưng mà thật sự rất là kích thích khi mà muốn biết thêm, biết cái gì còn xảy ra tới với mình nữa. Tất cả này là đã rất là ngạc nhiên rồi, mà em cứ mang nó tới liên tục như vậy. Ngạc nhiên chồng lên nhau. Em mới mang tới có một lần à, chứ em đâu làm gì đâu. Mới lần hôm nay đúng rồi, giống như cái việc em dẫn anh lên đây thôi cũng là làm anh cảm thấy ngạc nhiên rồi. Thì trước giờ anh toàn phải chủ động. Lần này thì em làm anh xúc động luôn á. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng, nên để hôm nay tặng cho nó có ý nghĩa. Nè anh nói thiệt, tình cảm của anh ở đây là thật á. Cho nên là anh hy vọng là sau chương trình nhà chung này, anh với em vẫn còn được như thế này nè. Bất ngờ khi mà Na tỏ tình với anh Thạch. Na là một cô bé khá là hồn nhiên và khá là dễ thương, thì không ngờ lại lãng mạn như vậy. Tập lại chị ôm trời lòng hết hồn luôn. Cho sâu đi xíu. I feel you. Tao thấy nó yêu tao hơn đó mày ơi. Đi ra. Show đã lên đề các bạn. Bye bye. Ngay sau khi Thạch và Na rời đi, lại có thêm một bất ngờ nữa. Lần này là từ Bá Thông. Tắt bất đèn cho nó coi nó rõ. Chính nơi đây em chào anh nụ cười. Trời em nói thật chứ, em mà em thấy là ai đàn em thích lắm. Tại vì em là người thích hát. Anh thấy ai thích hát em thích lắm. Anh phải làm sao vì thời gian trôi quá mau, chúng ta sẽ không còn được bên nhau. Ngàn lời yêu thương anh trao đến em, nói hết tất cả hay gửi bao ngàn mây. Kể cả bó hoa này anh cũng đã chuẩn bị để tặng toàn cho Vi một bó hoa hồng trắng. Em có hiểu hoa hồng trắng không? Và đây là có 11 bông anh tặng em. Thật sự anh cũng không nghĩ là anh phải thật sự thích một người nào đó. Như anh đã nói, lỡ mà ai là người bí ẩn gì đó như trong bức thư đó thì đều là một điều anh không muốn. Có lẽ anh chọn một con đường khó mà anh vẫn cứng đầu, vì anh muốn, thực sự anh muốn làm cho hết tất cả những gì anh muốn. Tại vì không, khi mà rời ra thì anh nghĩ là chắc không có cơ hội, không có dịp. Thì anh cũng muốn nói rằng anh thích em thật, thích em rất nhiều. Và cũng có một điều cuối cùng
trước khi mà em có những lời nói gì đó rõ ràng với anh hơn. Anh cũng muốn làm được một điều này. Chỉ là một cục kẹo thôi, nhưng anh cũng muốn gửi cho em. Mong em hy vọng được ý nghĩa của cục kẹo này. Thật sự đây là điều anh muốn. Anh thấy chưa quá à? Hỏi thì dễ thương. Thì em có đồng ý là sau chương trình này em vẫn còn nắm tay anh, hoặc là em có thể buông ngay bây giờ. Thì đây là những gì anh có thể làm được và anh đã làm được. Anh mong muốn làm và anh đã làm được. Không sao cả. Để cho em xin. Em chưa bao giờ có cái suy nghĩ là Thông sẽ quyết định tỏ tình em. Bởi vì trong thời gian qua là em cũng đã rõ ràng với Thông rồi, là em với Thông chỉ là bạn thôi. Trong đời bài hát của Thông sáng tác, nó có một câu dù anh là người đến sau nhưng anh đã trót yêu em. Đó là điều mình yêu thì mình nói, mình thương thì mình nói thôi. Nghĩ chưa bao giờ làm những điều này cho em. Bởi vì Nghĩ không phải là một người lãng mạn. Đánh đổi với cuộc chơi mà biết được một con người thì cũng bình thường, đúng không? Thà biết sớm, Nghĩ với Vi đã nói với nhau trước rồi. Em nghĩ Nghĩ chắc sẽ cảm thấy buồn và khó chịu. Thông còn nắm tay em nữa thì em cũng không thể nào mà em từ chối cái nắm tay đó. Đã dồn hết cái tình cảm của mình để viết thành một bài hát như vậy thì em cũng rất là cảm động. Mình là người thắng cuộc. Mình thắng cuộc vì phải để hai bạn đó không thể nào giấu được nữa. Không phải là em sẽ đưa ra quyết định như thế nào, mà em sẽ suy nghĩ em làm gì là đúng nhất cho Thông và cho Nghị, hai người mà em đều yêu quý. Giờ đây Vi sẽ phải quyết định, cả Thông và Nghị đều đang chờ đợi quyết định ấy. Trong vòng một tiếng thì em cũng đã suy nghĩ rất là nhiều về những cái gì mà anh em mình đã trải qua cùng nhau trong những ngày vừa qua. Thực sự là lúc mà anh mới vô nhà thì em rất là ấn tượng với anh. Wow, anh này rất là hợp tính mình. Anh này cũng thích hát, cũng thích đàn ca. Và anh này lại cũng hài hước nữa. Anh hoàn toàn giống em luôn. Và thậm chí là những cái câu nói của anh đó, anh nói ra là em cũng kiểu bất ngờ. Bởi vì hai anh em mình lúc nào cũng nói ra cùng nhau. Nói thật là em cảm thấy anh là một người rất thú vị. Nhưng đối với em á, cái chuyện tình cảm anh biết không, cũng phải cần thời gian nữa. Cần thời gian để thử thách nữa. Nói thật là em nghĩ nếu như mà em là một người độc thân mà vô trong này, thì nếu như mà gặp anh đó, em sẽ cho anh một cơ hội. Nhưng mà em nên nhớ là chúng ta đang trong một game show thực tế. Mọi thứ nó đang có thể là chúng ta mình đổ thừa hoàn toàn cho chương trình thì cũng không đúng. Nhưng cũng phải một phần nào đó phải ép mình vô cái thế là chúng ta chỉ còn mấy ngày, chúng ta chỉ còn mấy ngày, mọi thứ để làm tất cả mọi thứ. Thì cũng khó. Với tính của em thì cũng khó. Dạ. Nhưng anh phải biết làm vậy làm sao. Nghị là một người mà em biết rất là lâu rồi. Ừ. Thì em với Nghị có quen nhau cũng được khoảng 10 tháng rồi. Thì trong cái thời gian đó hai em cũng có những cái mà không có hiểu nhau. Chính vì vậy mà đó cũng là một lý do mà hai đứa tham dự chương trình này. Thì em cảm ơn anh. Bởi vì á, anh rất thú vị, em nói thật. Nhưng mà gặp được anh á,
những cái gì mà anh gửi đến em, những cái gì mà anh muốn làm cho em á, em lại cảm thấy em càng trân trọng Nghị nhiều hơn. Vậy em càng không trân trọng của anh. Chắc chắn là em có trân trọng, nhưng mà đó là ở một cái khía cạnh khác, là tình cảm bạn bè, chứ không phải là tình cảm nam nữ. Không, nhưng mà thực sự là anh thấy thời gian cuối em hoàn toàn không trân trọng. Không phải là không trân trọng, mà là em sợ anh bị tổn thương. Bởi vì lúc mà anh nhắn tin với em á, là em suy nghĩ rất là nhiều và em đã xác định người trong lòng của em là ai. Lúc đó em mới nói thẳng với anh. Thì hôm nay những gì mà anh làm cho em thực sự rất là bất ngờ. Chung là câu trả lời thì em không nói ra, nhưng mà có lẽ là cũng đã hiểu. Mà anh cũng muốn em cho một câu kết đi. Mình làm bạn tốt với nhau được không? Thì em, thì sau chương trình này em với anh vẫn có thể cà phê với nhau mà, đúng không? Khi mà anh buồn anh vẫn có thể alo để gọi điện cho em mà. Đâu phải là vô lớp house là chỉ có tình yêu, mà còn là tình bạn, tình anh em, tình chị em. Anh không hứa. Anh không hứa được. Thật sự anh không hứa được. Cũng có thể mà cũng không thể. Vì căn bản làm sao anh quên được cảm xúc anh bây giờ? Khó lắm, thật sự rất là khó. Nhưng nếu anh làm được sẽ nói em. Nhưng mà dù sao đi nữa thì anh cũng chúc mừng Nghị. Nếu mà nghe câu chuyện vậy thì chúc mừng Nghị đã vượt qua được những thử thách như vậy. Chúc mừng em đã xác định được cái gì của bản thân mình. Đừng buồn nha. Thực sự cái kết quả này thì anh cũng đã biết trước rồi. Anh sống thật với cảm xúc của anh. Anh ghét nhất ai nói anh diễn lắm. Anh ghét em á. Ghét em á, nói anh diễn á. Em nghĩ là cái mọi người thì cũng đã biết được câu trả lời của Vi. Thì xin phép cho em có một chút thời gian với Vi. Bó bông này thì anh đã không phải là tự tay anh lựa, bởi vì ngày hôm nay là cả ngày chúng ta đi xuống dưới khu du lịch. Anh cũng không có thời gian để mà đưa lựa cho em những bó bông đẹp nhất. Nhưng mà anh cũng đã nhờ chị trong chương trình đặt một bó bông, và anh cũng nói là phải làm sao để mà cho nó đẹp nhất. Anh thực ra thì từ trước tới giờ thì anh chưa có tặng bông cho em bao giờ. Chưa bao giờ đúng không? Và hôm nay thì nhân tiện có máy quay ở đây, có mọi người trong nhà, thì mọi người trong nhà và máy quay sẽ làm chứng cho anh. Chúng ta thì cũng đã vô trong cái lớp house này được 10 ngày rồi, đúng không? Một khoảng thời gian cũng rất ngắn thôi, nhưng mà cũng trong thời gian ngắn như vậy nhưng mà cũng có rất là nhiều những thử thách, và chúng ta cũng đã vượt qua được. Và anh cũng đã thấy được cái tình cảm của em qua từng ngày. Trong khoảng thời gian mà anh mới đầu anh vô trong lớp house thì anh không có nhiều thời gian, không có nhiều thời gian để mà anh chăm sóc hay là lo lắng cho em. Thì đầu tiên em cứ nhận cái bó bông này đi. Thôi cầm đi, anh sẽ nói đó. Còn anh Thông đâu rồi? Anh Thông đâu rồi? Hả? Đôi khi trong cuộc sống cũng phải có những lúc mình lạ và mình lãng mạn như vậy. Anh nghĩ là như vậy. Anh Thông đâu vậy? Thì anh nghĩ cũng đã đến lúc anh phải đi rồi. Em cũng có một vài điều em muốn nói với anh Thông. Là bởi vì em và Vi được vào trong lớp house, em và Vi phải giấu cái thân phận của mình. Vì vậy cho nên là trong quá trình
ở trong lớp house thì em và Vi đã phải nói dối mọi người. Đó là phải nói dối. Tại vì chương trình là như vậy. Và em cũng không muốn cái điều này xảy ra, bởi vì những lời nói dối đó mà đã phải để cho anh cho tới ngày hôm nay vẫn động cái tình cảm với Vi. Và cũng cảm ơn anh, bởi vì cũng nhờ cái sự táo bạo đó của anh mà cũng có thử thách cho Vi với em. Và nhờ như vậy thì em mới cũng biết được tình cảm của Vi dành cho em là như thế nào. Em cũng cảm ơn anh vì điều đó. Và cũng xin lỗi mọi người, bởi vì Nghị và Vi và cũng đã phải nói dối mọi người. Không sao đâu, có gì đâu. Thì nói chung là có duyên gặp nhau mà. Tất cả mọi người đều có duyên gặp nhau mà. Dạ. Còn cái nợ đến với nhau hay không thì ai mắc nợ ai thì tự biết, tự trả. Thật ra là bởi trước mà anh đâu để tâm sự với bọn em. Nhưng mà không có người nào mà trân trọng tình cảm bằng người đã từng trải qua tổn thương trong tình cảm hết. Em thật sự trong chương trình này, những cái lúc nào mà em khóc là những cái lúc mà một là bản thân em tổn thương, một là em thấy người khác bị tổn thương. Đừng khóc. Tất cả tình cảm đã qua đều bạn trân trọng hết. Thật sự anh có một kỷ vật á, lúc nào anh cũng đem theo. Đi đâu xa hay gì đó anh cũng đem theo. Đó là một cái con này. Hai đứa đi chơi Thái Lan. Làm ra. Anh quý nữa anh không dám mở bao sợ nó bị bụi hay gì đó. Có lẽ chính thức hôm nay là cái con này sẽ không còn tác dụng nữa. Cái này á, thật ra có nhiều người họ chia tay rồi họ sẽ đốt hết kỷ vật đi. Nhưng mà em nghĩ là mình có thể cất vào đâu đó. Cảm ơn. Thôi, mọi người ở lại đi. Thăm anh về nha. Dạ. Bye bye anh. Đến cuối cùng, cặp đôi Xuân Nghị và Tường Vi đã không giữ được bí mật của mình, nhưng họ đã hiểu hơn về nhau, về tình yêu của chính mình. Có lẽ đó mới là phần thưởng lớn hơn tất cả. Ngôi nhà chung giờ chỉ còn 3 người, mối quan hệ của họ sẽ được giải quyết như thế nào? Trong ngôi nhà chung này, Khôi có ấn tượng với lại thứ nhất như ban đầu, tình cảm Khôi với Thương và Linh là người Thương thì rất là hồn nhiên và dễ thương. Còn Linh thì tính cách thì có gì đó cũng khá tương đồng với Khôi. Rất là điềm đạm và có gì đó rất là nổi loạn bên trong. Thì hôm nay không hiểu vì lý do gì ba đứa mình lại ngồi chung với nhau phút cuối cùng đến phút cuối cùng. Đừng dự thời gian, đừng có dự thời cơ ôm em. Cho nên ba đứa mình cũng không có gì buồn hết. Sau cuộc thi này, sau cái chương trình này, tụi mình vẫn làm bạn với nhau. Nhất là Linh. Ây da, bắt tay em đau quá. Thôi, em đau lắm. Cuối cùng tới cuối cuộc thi thì vẫn chưa tìm được một anh nào để dắt tay ra về như hai bạn kia. Chứ mà Linh cũng không cảm thấy buồn. Tại vì ít ra thì khi mà đến chương trình này thì Linh cũng đã được biết rất là nhiều bạn. 8 bạn ở cùng một nhà, nấu ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau, rồi có rất là nhiều kỷ niệm. Cả những mâu thuẫn lẫn kỷ niệm vui đều có hết. Tức là mọi người đã mang cái một cuộc sống riêng của mình về căn nhà này và có những việc làm chung, có một cuộc sống chung. Tức là Linh chỉ tưởng tượng đơn giản là mấy ngày qua 8 người này, trong đó có Linh, là một nhà. Hy vọng là anh với em khi mà trong thời gian 10 ngày không có thời gian đủ để tìm hiểu nhau thì em nghĩ là sau khi hết chương trình này nếu có hội thì anh em mình có thể tìm hiểu nhau thêm.
cùng hát và chúng ta không thuộc về nhau. Cái cuộc sống bình thường của em chỉ có công việc thôi, thì tự nhiên bây giờ nó lại có thêm mọi người nữa. Thì nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì cái điều mà em nghĩ về nhiều nhất, dù em có khóc, thì vẫn là những cái khoảnh khắc mọi người ở bên nhau rất là vui vẻ. Thì em nghĩ là thông qua chương trình Nhà Chung này em sẽ có thêm những người bạn mới. Em rất là nhớ tất cả mọi người và em sẽ nhớ mãi về những kỷ niệm khi mà em còn ở Nhà Chung. Ngôi Nhà Chung mùa 1 đã kết thúc và đó chỉ mới là bắt đầu cho những câu chuyện mà các bạn trẻ sẽ còn tiếp tục bên ngoài ngôi nhà chung. Vô chương trình này có thể gặp rồi quen bình thường vậy là không thể. Cảm xúc phải là cảm xúc thật thì mới có thể thương nhau được. Nên mình nghĩ là mình với Na là có thể tiếp tục đi một chặng đường còn rất là dài nữa. Ông bà ta có câu là thua kèo này bẻ kèo khác. Các bạn còn rất nhiều cơ hội khi phải cho Nhà Chung contact nè, số điện thoại nè, Facebook nè, nơi làm việc của những các bạn chung, bạn đều biết rõ hết. Thì cái điều đó là một cái lợi thế, sau khi hết chương trình bạn vẫn còn tiếp tục sử dụng nó. Sau thời gian tuyển chọn, ban tổ chức đã tìm được những ứng viên thích hợp cho ngôi nhà chung series 2. Họ là ai, câu chuyện của họ sẽ bắt đầu như thế nào? Mời các bạn đón xem ngôi nhà chung series 2 vào tuần sau.